Rồi, mình xin chào tất cả anh em đã quay lại kênh nha. Nay mình cũng có về được mớ máy anh em. Lên clip cho anh em mình xem. Anh em thấy phù hợp cái mã số nào thì anh em gọi điện cho mình hoặc là anh em nhắn tin nha. Số điện thoại mình 0916707404 đây anh em. Pin điện Tân An, pin điện gia dụng mình phát lên hai kênh, anh em muốn xem kênh nào cũng được nha. Trước khi xem anh em cho một like anh em. Phải nói là rất là cảm ơn anh em rất nhiều. Kênh mình bán thì có hai hình thức thôi, anh em chuyển khoản đủ thì mình bao ship. Còn anh em nhận hàng trả tiền nên anh em trả tiền máy với tiền ship nha anh em. Tất cả máy đây đó, nó nói chung là 100 gold đó, anh em cân nhắc nha. 100 gold. Nội địa Nhật Mỹ. Anh em cân nhắc nguồn điện mình trước khi mua máy nha anh em, để anh em ghim nhầm vô rồi nó cháy nha anh em. Đấy. Bây giờ mình lên review tất cả những cái máy mình hiện có ở nhà mình ha. Anh em thấy phù hợp thì gọi điện hoặc là nhắn tin. Rồi thôi mình vô nha anh em. Đầu tiên là một cây mài đây anh em. Một cây mài ha. Một cây mài Hitachi nha anh em. Này gì là SX2000 vậy nè. Đấy. Ngoại hình em nói thì nói chung là cũng không được xuất sắc lắm ha. Nhưng mà với cái độ chất thì khỏi phải suy nghĩ ha. Điện 100V. Nó 670W. Lửa một tấc nha anh em. Lửa một tấc ha. Đây nè. Anh em nào mà không thuộc ngoại hình, ngoại hình nó thì nói chung là cái nhôm này nó anh em về đánh thì nó ra cũng sạch thôi. Đấy anh em, không thuộc ngoại hình thì bảo em này chắc lắm nghe anh em. Độ bền của nó thì thôi. Độ bền của nó thì anh em khỏi phải suy nghĩ ha. Ngon lành cành đào. Cây số 1. Cây số 1 300. Cây số 2 là một cây Kosuku đây nè. Kosuku cây này là điện 100V. Nó 720W nha anh em. 720W. Kosuku nha anh em. Loại này rất là chất nha anh em, chất lắm. Kosuku là nổi tiếng của Nhật mà. Nè nè. Rồi. Bỏ cái này nghe anh em. Bỏ cái này ra ha, nó không chạy ha. Nó không chạy là nó tại than thôi, không có gì hết trơn á anh em. Nó dính được than rồi nó không chạy. Bỏ nó ra đi. Cây số 2 là một cây Ryobi đây anh em, cây Ryobi ha. Cây này điện 100V. Nó 550W ha, lửa một tấc ha anh em. Đây nè. Đó nó tập trung lên mình nha. Mấy cái dòng UV nó chảy im lắm. Cây số 2. Cây số 2. 300 nghe anh em.
cây số 3 là một cây mài Toshiba đây anh em. Mài Toshiba ha, lan can ha. Đấy, đẹp ha, ốc bảy màu luôn ha. Đấy, điện 100V nó 510W lửa 1 tấc ha. Toshiba ha, mời gần ha. Cây số 3 300. Cây số 3 300. Cây số 4 đây nè. Cây số 4 là một cây mài. Cây mài Hitachi. Cây này điện 100V. Nó 590W, lưỡi của nó là 125 nha anh em, lưỡi 125 nha. Cái này là lưỡi 125. Đấy. Có tay cầm nè. 125 có tay cầm. Cây số 4. Cây số 4 300 nghe nè. Cây số 4 300. Cây số 5 là một cái mài đấy anh em. Một cái mài Hitachi ha. Cực đỉnh nha. Đấy. Cây này điện 100V. Nó 600W nha anh em. Lưỡi cũng là lưỡi 1 tấc ha. Ngon lành ha. Ngon lành cành đào. Cũng tắt được ha. Cây số 5 300 luôn anh em. Cây số 5 300 luôn. Cây số 6 là một cây Makita đây anh em. Cây Makita ha, cây này điện 100V. Nó 460W ha anh em, lửa 1 tấc ha, Makita ha. Đấy. Con lành ha. Con lành chưa? Đẹp đẽ ha. Cái gầm này là cái cực chất. Cực đỉnh.
cây số 5, cây số 6 nha anh em, số 6 làm được cà kêu phụ gì ba mươi rưỡi, cây số 6 ba mươi rưỡi nha anh em. Cây số 7 là một cây Makita đây anh em. Makita ha, ngon lành ha, đẹp trai luôn ha anh em, ngon lành chưa? Đấy, cây này là điện 100 con nó 670W nha anh em, lửa một tấc ha. Đấy. Cây này mình thon cầm rất là chắc tay nha anh em, rất là chắc tay luôn. Quá vip ha. Cây số 7 350 nha anh em. Cây số 7 350. Đây, cây số 8 là cũng một cây Makita, màu xanh đó, hai cái màu xanh nó khác nhau thôi. Đấy. Điện 100V nó 670W, lửa một tấc ha. Phải nói là em nói phải nói là cầm rất là chắc. Chắc da chắc thịt luôn. Em lấy cái dòng mũ của Makita nhìn thấy nó rất là chắc. Số 8 350 nha anh em. Cây số 8 350. Cây số 9 là một cây Hitachi đây. Anh em thấy nó cực đẹp chưa anh em? Cực đẹp luôn ha. Phải nói là khỏi chê luôn ha. Đấy. Cây này điện 100V, nó 550W nha anh em. Đấy, cầm phải nói là chắc da chắc thịt luôn. Đấy. Cầm là không buông luôn, bây giờ cầm quá ghiền. Cây số 10. Số 8 là cây này, cây số 9 anh em. Số 9 nha. Mình lộn rồi, cây số 9. 350 ha. Cây số 9 350. Cây số 10 là một cây Makita đây nha. Cây Makita ha. Cây Makita, đây ngon lành ha, cây này là điện 100V. Nó 720W ha anh em. Lưỡi một tấc ha. Đấy.
cách chơi vậy là được rồi anh nha, để chạy hoài nó cũng vậy thôi ha. Mình lăn tròn 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 cho anh em thấy hết cái thang máy rồi thì mình tắt máy ha, vậy cho nó nhanh để mất thời gian anh em ha. Để cầm máy mình xe hoài rồi mình nói anh em có ông nội nó có nhiêu đó mà cũng xây hoài nó mất công ha anh em. Đấy, cây số 10. 350 nha anh em. Cây số 10, 350. Cây số 11 là một cây bốt đây anh em. Một cây bốt ha. Cây này điện 100V nó 620W nha anh em. Cây bốt này của gạt mani nha anh em, gạt mani nha, của Đức nha. Gạt mani. Đấy. Đấy ngon lành cành đào chưa? Cũng chắc được nè ha. Đấy. Anh em thấy cái độ mới của nó đã đã, đã ha. Ru ha, máy chạy quá thì thầm. Cái số 11, cái số 11 này 400 nghe anh em. Giết lộn nè, giết lộn đầu lộn đuôi hết anh em. 11 400. Cái số 12 đây anh em. Cái số 12 là một cây Makita ha. Anh em thấy whip ha. Đấy, ngon lành ha. Đấy. Ngon lành chưa? Đấy, ốc tán là phải nói là khỏi phải suy nghĩ ha anh em. Vàng ống ánh hết trơn ha. Đấy, có tay cầm luôn ha. Cây này là điện 100V. Nó 570W hay anh em. Đó, về cuối 220 cuối. Chỗ này nó chỉ có răng nhẹ một miếng này nè, răng nhẹ một miếng không có ảnh hưởng gì trơn ha, ngoài da thôi ha. Đấy, quá đẹp ha. Đấy, cây 12, nghe anh em. Cây 12 400k ha. Cây 13 là một cây khò đấy anh em. Đấy, một cây khò ha, khò nóng là ngon lành ha, điện 100V. Nó là 1000W nha anh em. Cái này nó 1000W. Cái này nó bị bể chỗ này nè anh em. Nó bị bể chỗ này. Về anh em mua cái cổ dê á anh em. Anh em dán một miếng tem vô đây ha, dán miếng giấy vô đây, anh em mua cái cổ dê á anh em. Anh em bịt lại ha, bịt lại là xong ha. Vậy thôi chứ mình lấy cổ dê mình bịt lại thì nó rất là xấu. Thà là anh em về tới cái cổ anh em thì anh em bịt gì cũng được. Nếu mà cái cây này anh em mua không mua mình dễ xài là mình sẽ mua cái cổ dê xiết lại là ok nha anh em. Cũng như 5-3 ngàn gì đó. Rồi. Xiết vô cái là ok. Bởi nó bị nứt chỗ này, con ốc này dặn vô nó không cứng nè anh em. Thành ra nó hơi kêu thôi. Đấy. Rất là nóng. Rất là nóng.
mới đây là bốc khối nè anh em đó. Nó chỉ có cái này thôi anh em. Đó, về mua cổ dê anh em bịch vô là xong ha. Mình bán dê nó bể, mình bán giá bể. Nóng là xài là hoạt động ok. Nếu mình nướng thịt nướng cái gì đó mình khò sơ qua. Anh em tới nhà lấy cái này khò nướng khô luôn. Ok luôn. Rồi, xong. Đấy. Nó bể mình bán theo giá bể luôn. Cái này hoặc là anh em cắt cái ruột xe anh em, ruột xe Honda ra cái tiệm mới ba cái ruột hư, anh em cắt một khúc vậy, anh em nông nó vô đây là rồi, là xong, là xài ok. Cái ruột xe anh em nông vô cái là rồi. Cái số 13. Cái này mình bán với giá là 300 nha anh em. Đấy. Nếu mà cây này nó ngon lành là nằm dạng là 400-450 lần đó anh em. Quá quýp nha. Đấy. Ống nhỏ rồi có luôn nè. Cây số 13 300 nha anh em. Vậy anh em mua, vậy anh em xin một khúc ruột xe, anh em nông vô là rồi xài thôi, không có gì hết. Cái thùng này đâu ta? Tiếp theo là một cây Hitachi, cây thổi Hitachi ha. Cây này điện 100V. Nó 460W nha anh em. Đây, nó mẻ ở đây một miếng nè anh em. Để anh em thấy không? Nó mẻ ở đây miếng ha. Đây anh em nông cái ống này vô. Đây anh em. Đấy. Nông vô vậy là cũng ok ha anh em. Ok ha. Xài được ha. Cái này nó có điều tốc đây nha anh em. Đấy. Điều tốc đây nha anh em. Nó có nút điều tốc đây, anh em muốn điều tốc cỡ nào nó tùy ha. Nó chỉ có mẻ mình bán cũng thực tế ha, nó mẻ miếng ra trên này đó mà không ảnh hưởng gì trên đó nè. Đây, mẻ đó ha. Vậy thôi chứ không có gì hết. Đây. Rồi, ngon lành cành đào. Vậy thôi, xong đó anh em. Có điều tốc luôn, lâu lâu mình được cây điều tốc mà nó mẻ cái đó mình thấy vậy. Trong khi mình vận chuyển về nữa nó mẻ đây anh em. Chứ cây 14. Trên 4-300 nha anh em. Được, nó mẻ mình chỉ mẻ miếng đó mình mất 100.000 đó anh em, lỗ luôn. Cây 14-300. Cây 15 là một cái fan Makita đây anh em. Fan Makita ha. Cái này điện 100V. Nó 350W ha. Đầu kẹp Atolock ha. Đấy. Cái này anh em làm lặt lặt gia đình là ok ha anh em. Đây. Đấy, đều tóc anh em thấy nó rỉ rả nè ha. Đấy, em ơi trời. Anh em để cái kẹp, để cái phan vô anh em cầm giày xiếc cái là nó cứng liền. Đây, đều tóc ha, bớt mạnh cho mạnh ha. Đây, đảo chiều nè anh em. Đấy, mượt mà không. Đảo chiều này nọ là ok hết trơn nha anh em. Đấy, tay cầm rất là chắc chắn ha. Đấy. Đấy. Rồi xịt vô miếng dầu nữa là im ái luôn ha. Bán giá ok cho anh em luôn ha. Tay cầm chắc chắn này nọ không cây 15 300 nha anh em. Tay cầm đồ có đầy đủ đây. 300k cho cây 15. Cây 16 là một cây cưa kiếm nha nè. Cưa kiếm Makita, cây này là thuộc về hàng whip nha. Hàng whip nha anh em. Đấy, anh em thấy cái màu nó là cái điện là 100V. Nó 570W nha anh em. Đấy, mình cầm như thế này cắt rất là lực lượng ha.
đây nè. Muốn chậm thì anh em vô xuống rồi. Đấy. Bởi vì cái này cái lưỡi này nó dài quá anh em, thành ra cái lưỡi này nó có cái lưỡi nó thật là dài. Nó dài này còn 2 tấc rưỡi, thành ra mình chạy không nó vũ, anh em phải cưa thì nó không vũ ha, mình chạy vậy nó vũ nè. Còn anh em để xuống cưa là phải nó là ok anh em. Đây cái cưa là tốc độ luôn á, có tốc độ chậm còn tốc độ nhanh nữa thôi. Ghê lắm. Cái vũ của thành ra mình phải anh em vừa cưa rồi nào bóp rồi chạy cho nó đã. Còn này nó chạy không thành ra nó hơi vũ ha. Đấy. Em nói ngon lành ha. Đấy. Cái số 16. Cái số 16 450 ha nha. Số 16 450 ha. Số 16 450. Cái số 17 là một cây thổi đây nha. Một cây thổi ha. Đấy. Nó dày nè anh em. Đấy, muốn dựng đứng lên gì đó, đó nó nằm như thế này là đủ đủ hướng ha. Một cây thổi ha. Đấy. Nó có cụm tắc ở đây ha. Mà cụm tắc này không sử dụng mà chưa sử dụng cụm tắc được không ngoài ha. Đấy. Thổi là dễ kêu nghe anh em. Đúng luôn em. Thức chung anh. Đây là có đèn nữa nè. Có cái đèn đỏ đỏ này nè. Đó không tắt là không có đèn ha. Mở lên có đèn. Đấy. Đấy nè. Đây. Màn hình cho nó ha. Có cấn cá chỗ này miếng ha, không ảnh hưởng em nói gì hết ha. Anh em muốn thổi tại chỗ thì đây. Đấy. Muốn thổi cái gì để thổi ha. Cây số 17. Từ 7 350 ha anh em. Gần Tết này anh em mua những cái máy này về thổi nhà thôi. Vệ sinh nhà thì ok ha. Nhìn nhỏ anh té chạy còn ba cái thằng lần là chạy cắm đầu luôn á. Đấy. Cây số 17 350 nghe nè. 350. Cây số 18 đây là một cây phấy bột ha. Anh em làm bánh làm trái gì đó ha. Đấy inox ha. Sáng rực ha, ngon lành ha. Cây này là điện 100V. Nó 240W nha anh em. Đấy. Vậy anh em làm bánh ha, làm Tết gần Tết rồi nè, anh em làm bánh. Hoặc là anh em nào có cái tiệm buôn bán bánh thì ơi, dứt em này về. Đấy. Đâu ha anh em. Đâu ha. Đấy. Trời là xé gió rồi á. Đấy. Nó quay là nó chụp rồi là ngon lành ha. Đấy. Cây 18 350 ha anh em. Cây 18 350 ha anh em. Cây 19 đây anh em. Cây 19 là một cây cưa kiếm nè. Đấy, lan can ha.
Đây là ke luôn ha. Bọc bếp gì nằm sống trong đây ha. Lưỡi của nó là chưa bóc ha, chưa bóc tem ha, còn nguyên ha. Đấy. Dây nguyên riêng nó là như thế này ha. Đấy. Cây này là điện 100V. Nó 280W nha anh em. Tem nó có rách đây miếng ha. Rách miếng. Để riết được cũng cánh cá gì nó cũng rách miếng ha nè. Đây. Đây bóp nhẹ chạy nhẹ nè, bóp mạnh chạy mạnh nha anh em, điều tốc bằng cò ha. Đấy, bóp nhẹ chạy nhẹ ha, bóp mạnh chạy mạnh ha. Đấy. Quá ok ha anh em. Con lợn ha. Đấy. Đấy nằm trong cái thùng vậy đó anh em. Đấy. Cây số 19. Cây 19 này 500 nha anh em. Đây nó có cái thùng này luôn. Đấy, cái hình hình em nó nằm đang nằm trong đây. Đấy. Đây. Cắt cây. Cắt mũ, cắt sắt, cắt con nước, ta lạ. Đấy, cây 19 500 nha anh em. Cây 20. Cây 20 là một con vít đầu khía nè anh em. Vít đầu khía ha. Đấy, ngon lành ha. Đẹp trai ha. Dây dài 10 mét ha. Nếu có cái đầu vít đây nữa nè ha. Giờ anh em ghim vô là lụm ha. Kéo ra, đẩy nó vô là rồi gài lại ha. Vít đầu khía cây này điện 100V, nó là 360W ha, dây dài 10 mét nha anh em. Dây dài 10 mét có cái thùng luôn ha. Cái thùng này là nó đây anh em, điều tốc là ok ha, để bóp mạnh chạy mạnh, bóp nhẹ chạy nha, thắng cắm đầu ha. Đấy. Đây này nhúc nhích nè anh em, anh em bóp nhẹ chạy nhẹ, bóp nhúc nhích luôn á, đấy nhúc nhích nè ha. Đấy quá ok ha, cái thùng của nó đây ha. Đấy. Nằm ở hẻm trong đây ha. Dây dài 10 mét nha anh em. Chục thước dây là anh em thấy quá đã rồi ha. Này nó có cái thùng nữa. Cái này cây 20. Ôi bán giá, bán giá hợp lý luôn ha anh em. Đấy, cho nó ra đi ha, nhanh ha, 550 có cái thùng ha. Cái thùng này là trên cỡ 150.000 anh em. Dít có mày gì đâu. Dít có nhiêu tiền đâu, một cục thước dây nhiêu tiền nữa rồi anh em. Đây, tiếp theo một con dít nữa nè anh em. Đây. Đấy, con dít này là dít này nè. Quá mượt mà ha. Đây, dây con dít này dít khủng rồi ha. Đó, anh em thấy đẹp trai chưa? Cây này điện 100V. Nó là 360W ha. Motor nó bự hơn ha, motor nó bự hơn kia ha. Này nó có cấp nhanh chậm nè. Đấy. Đảo chiều đây nè. Đấy. Này nó có cấp đủ thứ ha. Đẩy lên đây coi. Chậm nè. Nhanh anh em, kéo xuống, đấy nhanh ha. Đảo chiều đây anh em. Đấy, đảo chiều ha. Chạy vận tốc không dữ quá. Đấy, điều tốc cũng bằng cò được nha anh em. Đấy, anh em nói là quá đẹp ha. Mấy cây này anh em chuyển sang bu lông là ok anh em. Từ vít chuyển sang bu lông là anh em làm được luôn. Mua cái mua từ vít ra bu lông là anh em chơi được luôn đấy. Thùng 21. Cây 21. 550 luôn ha anh em. 550k ha.
cây bào, tiếp theo là cây bào 22 đấy, cây bào đấy, này nọ là ok nha, lưỡi bọng là ngon lành cành đào hết nè. Cái này là nó hơi đen đen là tại mình ít xài quá thôi, chứ ốc 7 màu còn nguyên nè anh em, ốc 7 màu nó còn nguyên đó đấy, đây ốc tán 7 màu hết đây anh em, thấy chưa, này nó hơi nứt chỗ này nha anh em, đấy anh em thấy chưa, nứt đen miếng ha, nứt đen miếng không ảnh hưởng gì trơn ha, vẫn xài bình thường ha. Cái bào này là cái bào Hitachi nha anh em. Cái bào Hitachi. Cái này là điện 100V nó 460W ha, lưỡi 82. Đấy. Lưỡi 82. Cây này cây 22. 450 ha anh em. Cây 22 450. Quang Khai đi đi, xin nhận đi đi. Được rồi. Cây 23 đây. Cây 23 là một cây. Đấy, một cây là nhắm tăng nha anh em, nhắm xe tăng ha. Nhắm xe tăng. Đấy. Cây này điện 100V. Nó là 1050W anh em. Nhám của nó chiều ngang là 76. Cái dòng của nó là 533 ha. Đấy. Đây anh em. Đây. Còn anh em mua con nhắm tăng clip trước đó thì ra đi rồi ha. Nó cũng y vậy luôn anh em, không có khác gì hết trơn. Đây nè. Cái này anh em mua nhắm tròn nó có cái thông số đây, anh em mua nhắm theo thông số nè, 76 nhân là 533 rồi anh em về để vô cái bịch là xong ngay. Đấy. Anh em giật ra vậy. Hơi cứng anh em. Để mình lấy mình ra cắn cái đàn sao được. Nó cũng thôi chứ. Này để lâu ngày quá rồi nó hơi cứng thôi chứ thật sự là nó phải ra ngọn chứ anh em. Đây. Đấy anh em. Đấy nó thụt lại ha. Còn cái ấy anh em đẩy vô là xong ha. Đấy anh em. Này nó hơi đứt chút hơn anh em. Chút thôi. Cái này xịt vô miếng dầu là ok anh em. Xịt vô miếng dầu là ok. Lát mình xịt vô cho miếng dầu cái là ok. Đấy. Cây 23. Cây 23 750 ha anh em. Cây 23 750 ha. Cây 24 là một cây cưa đây anh em. Cây 24 là một cây cưa Hitachi ha anh em. Cây cưa này quá đẹp ha. Đấy. Lưỡi là ngon lành ha. Đế này này nọ ngon lành hết trơn ha. Đấy. Dạng này phải nói được cái đế cái. Cưa này là điện 100V. Nó 670W nha anh em. Lưỡi của nó là 160 nha. Lưỡi 160. Anh em cứ bóp con nè. Đấy.
trên bãi là nay là không còn đồ nha anh em, hết đồ rồi, đóng cửa hết rồi nha anh em. Cây 24 24 450 nha anh em. Cây 24 450. Cây 25 là một cây phay đây anh em. Một cái phay ha, cây này điện 100V 1050W nha anh em. Đấy. Đây. Lưỡi phay ha. Đấy, đế là gần như gương ha. Đế nó như gương luôn anh em. Móc rảnh chứ không phải phay, mình nói lộn nha anh em, móc rảnh. Nó có cử đây nha anh em. Cử đây ha. Mình cứ lộn rồi móc rảnh đây anh em, cử nó anh em thọt vô. Đấy ha, ok ha. Đây nó có 28 hai đầu là anh em cứ ấy thôi không. Đây. Đây nè. Thắng là thắng báo phát rồi nè. Buông ra thắng đứng, buông ra thắng đứng, thắng cắm đầu luôn á. Giữ. Cây 25. Bốn trăm rưỡi ha anh em. Có cử đầy đủ ha. Cây 25. 450k. Cây 26 là một cây cưa ha. Cái tem nó hơi trầy trầy trước những miếng anh em. Bán gạo trên đây đi. Cây này điện 100V 1140W nha anh em. Cây này nó là C7MB4 nha anh em. Đấy. C7MB4 nè. Lưỡi 190. Đây. Đây lưỡi 190. Đế là đế Atimon, ngon lành ha, đế nhôm ha. Đấy. Đây nè. Cái này mình siết vô chưa kính này nó còn lỏng nè. Để mình siết nó một cái cho nó cứng ha. Để nó hơi lỏng lỏng. Lỏng lỏng chạy khó chịu quá. Kèm món két này xài cái vậy chứ ngon lắm nè. Đấy. Kèm cỡ nào cũng được hết trơn. Đây nè. Đấy. Cây này chạy thường thường là có thắng nha. Đấy. Có thắng hay không, giờ mình nói rồi cái này là có thắng nhưng mà hiện tại nó giờ không có thắng, mình bán cái giá nó không thắng nha anh em. Nên cái này nó có đèn nè, thường thường có đèn nhưng mà đèn đốt nó có nhưng mà bây giờ mình bật nó không cháy nha, mình không có thời gian làm nha, mình bán giá nó giá mềm cho anh em gì. Anh em về rồi xem lại ha. Đấy. Còn máy thì dù hoạt động bình thường. Chạy thời gian chạy một lúc thì nó có thắng thôi. Còn cái đèn này nó hiện tại nó bây giờ nó không có đó, anh em về kiểm tra vụ đèn lại ha. Mình bán giá nó cây 26. Mình bán 450 đấy anh em. Đấy. Giá hợp lý nha anh em. Đấy, giá 450 đó, về anh em cho xem lại mấy cái đó. Rồi.
cây 27 là một cây cưa bàn đây anh em. Cây cưa bàn, cây này điện 100V. Nó 450W nha anh em. Đấy, lưỡi nó là 165 ha. Nó đang là lưỡi cắt hợp kim nha anh em. Lưỡi cắt hợp kim. Lưỡi cắt sắt hợp kim nha anh em. Đấy. Nó đang là lưỡi cắt sắt hợp kim. Đấy, ngon lành nha anh em. Đấy. Đấy, ngon lành nha. Lưỡi còn ngon lành hết trơn nha anh em. Không hư răng nào hết nha. Đấy. Lưỡi 165 đấy. Đây, cây số 27. Bảy trăm rưỡi ha. Cái lưỡi không là 300.000 đó anh em. Tiếp theo là một cây mài ha anh em. Cây mài này thì Ruby. Gài vô nó cũng lực lượng hơn ta nữa nè. Cái này có ngóc thì xiết ngóc này vô chút xíu nữa ha. Cái này Ruby, cái này hàng này là hàng nội địa Úc nè anh em. Hàng nội địa Úc nè. Cây này là điện 100, điện là 220 đến 240V nha anh em. 2000W nha. Nội địa Úc. Nhưng mà điện nó xài được 220V nha anh em, từ 220 đến 240V ha. Còn cái lưỡi này hàng nội địa Úc, chữ tôi cũng gì đâu mình không hiểu ha. Cái lưỡi này mình đo thử coi nó được nhiêu đây. Trời ơi, cái này nó cái lưỡi nó được 2.03 đó anh em. Cái lưỡi nó 2.2, mình tính là 2.2 đi trừ hao. Lưỡi nó được 2.2 đó anh em, là 220 đó. Lưỡi 220. Đấy. Nhưng mà điện 220 luôn. Bây giờ mình phải ghim điện 220 nó mới chạy nổi cái máy này. Điện 100V vô đâu có chạy nổi. Đây, cái này là mình ghim điện. Ghim điện 220 nha anh em. Này là điện 220 nha. Đây nè. Nó chạy ghê lắm anh em. Đấy. Cây này nó khởi động mềm nha anh em. Nó khởi động mềm ha. Anh em bóp vào đầu nó chạy từ từ nó mới lên nha. Đây. Đấy, anh em thấy không? Nó khởi động mềm. Ghê quá anh em. Đấy. Mạnh khủng khiếp luôn. Chạy là quá dữ nha anh em. Mình thấy nó là quá dữ, quá kịch cọp. Đấy. Hàng nội địa Úc anh em. Xài điện từ 220 đến 240V. Cây này là cây 28. Cây này nó là 800 nha anh em. Đấy. 800K ha. Tiếp theo là một cây mài khuôn nha anh em. Cây này là điện 100, cây này là điện 220V nha anh em. Nó 550W nha. Cái tem nó thì không còn nha anh em. Tem nó rời rạc rã bình tô rồi nha. Cũng xài điện là 220V đến 240V, 550W. Mài khuôn nè,
chua nó là chua tròn nha anh em, chua tròn đấy. Đây nè, chạy ghê nè. Cái này mình xiết được chưa hết nè, chưa cứng nè. Đấy, đấy, đấy nè, hèn chi. Cái này nó như thế nào? Xiết nó một cái cho nó, cái tay mình nhức tay quá nè, mình nhức tay quá thành ra mình không có xiết cứng nổi mấy cái này. Giờ anh em xiết vô nè, lấy cái kìm chết xiết vô. Còn tay mình mới clip rồi nhức quá rồi mình mới lột ra, cũng có một ông anh cũng bài thuốc, phải nói là cảm ơn ông anh nó rất là nhiều đấy. Có ông anh nó cũng chỉ một bài thuốc vừa uống vừa bó anh em, nói chung cũng cảm ơn anh em, cảm ơn anh. Đấy, quá ok nha anh em. Giờ anh em xiết cái này vô ha, xiết lại, tay mình yếu nha anh em. Xiết vô, xịt miếng nhớt là ok. Mình xịt miếng dầu, một lát nữa mình xịt miếng dầu cho anh em. Đấy, cây này mình bán với giá là, này mình bán giá ok luôn. Anh em về xiết lại này giùm mình nha, tay mình đau nha anh em, anh em thông cảm giùm mình. Cây 29 mình bán 450, giá phải nói là giá mềm luôn. Đấy, giá cuối năm luôn anh em. Đấy, bán trời đẹp luôn nè, giá cuối năm 450 nha anh em. Đấy, điện 220V, xài thoải mái, xài vô tư luôn. Đấy, rồi clip mình nay có nhiều máy đó anh em, anh em thấy phù hợp cái mã số nào thì anh em gọi điện cho mình hoặc là anh em nhắn tin ha. Số điện thoại mình 0916707404 nha anh em. Bên điện Tân An, bên điện Gia Dụng, mình phát lên hai kênh, anh em xem kênh nào thì cũng được, anh em xem kênh nào thì anh em ủng hộ cho mình phải nói là chân thành cảm ơn anh em rất nhiều ha. Thôi chào anh em ha, hẹn anh em lại clip sau.